Và lần này Hiền không có biết. Hiền nói có nghe chưa Hiền? Ok. Nghe anh Hiền, nghe rõ lắm anh Hiền. Ok thì cái lần này Hiền đang làm cái schedule cho cái Photoshop, nhưng mà thấy cái đó cũng khó quá. Mình cứ react every week thì thấy cũng nó hơi kỳ, nhưng mà đại khái đó là the rest of lớp á, thì mấy cái mà căn bản mà mình cần phải dạy để mà get skills thì gần như là mình cover hết rồi. Bây giờ mình tới ở một cái giai đoạn là mình chỉ là go through mấy cái workflow của mình, rồi mình show. Mấy lần trước rồi, hình như tụi mình cũng nói rồi phải không anh Hiệp với anh Tuấn, là mình sẽ chia sẻ những cái workflow của mình khi mà mình làm portrait này, và mình làm landscape, thì mỗi người sẽ có một cái cách làm khác nhau. Mà cái đó thật ra đó là một cái strength thay vì cái yếu điểm, tại vì như vậy thì quý học viên sẽ thấy được nhiều cái cách làm, và cái gì nó cũng có cái độc đáo riêng của nó hết. Mọi người đều có những cái bí quyết hoặc là những cái workflow mà mấy người khác không có nghĩ ra được. Thành ra tất cả mọi người, including Hiền, sẽ được học được nhiều thứ lắm. Nhưng mà có một cái kẹt là lần này đó thì Hiền sẽ cố tranh thủ là làm hai cái workflow, một là cái portrait và một cái landscape trước khi mà Hiền đi trip vào tháng 11. Tại vì đi như vậy là gần hết nguyên cái tháng 11, thì anh Hiệp cũng là đi nguyên tháng 11. Actually anh Hiệp là gonna be out of pocket là almost from now until then, right? Thành ra đó hy vọng là anh Tuấn sẽ là pick it up. Nhưng mà hồi nãy đó thì Hiền với anh Hiệp có nói đó, là đáng lẽ năm nay là mình tính là every other week thì mình mới có lớp, nhưng mà so far thì tuần nào mình cũng có lớp hết, thành ra mình không có bị thiếu nhiều. Ok, thành ra mình sẽ là quý vị sẽ expect là sẽ có những cái tuần mà mình sẽ không có lớp, nhưng mà cũng không sao, tại vì mình đã gọi là cover everything rồi. Lần này mình có nhiều kinh nghiệm hơn mỗi năm, mình có mỗi thêm kinh nghiệm, mình diễn đạt almost tất cả những cái mà mình cần phải diễn đạt rồi. Mình cắt mấy cái phần mà lan man mà học xong rồi cũng quên đi. Thành ra lần này mình học rất là concentrated mà không có bị mất cái đề tài gì hết trơn. Actually cái đề tài của mình nó very concentrated, very good. Thành ra anh nghĩ là this year is very good. Thêm một cái nữa là Hiền xin thay mặt ban giảng huấn là kêu gọi mọi người là nếu mà quý vị mà có concerns, là những cái mà mình muốn học, là những cái gì mà muốn chia sẻ thì phải nói với tụi này mới biết được, thì mình mới improve được. Ok, và lần trước thì Hiền cũng có nói là nếu mà quý vị mà muốn send in hình để mà tụi này dùng mấy cái hình nó để mà edit đó, thì please do it. Thì cách đây 2 tuần Hiền check thì chỉ có một mình anh Lạnh là anh gửi lên 2-3 tấm hình thôi, còn không có tấm hình nào khác hết. Thì Hiền hy vọng thì anh Lạnh anh chỉ là gửi mấy cái tấm hình portrait thôi, thì cái đó good. Hiền sẽ xài một trong những cái tấm hình đó để mà làm, nhưng mà mình cũng cần những cái tấm hình landscape đó. Mà tấm nào mà có nhiều problem thì actually càng tốt, nếu vậy thì mình mới có dịp mình sửa được. Đôi lúc như Hiền nó mấy tấm hình mà xấu là Hiền dục hết trơn rồi, Hiền không có một tấm hình xấu nào hết, thành ra không có xài được. Khó là khó cái chỗ đó. Ok, ok bây giờ coi. Ok,
nghĩ là mình có đủ người ngoại hình sẽ start ha. Rồi, thì trước nhất mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một cái đề tài là mình làm exposure blending. Thì những cái năm trước Hiền cũng nói về exposure blending. Nhưng mà năm nay Hiền quyết định là mình sẽ nói về exposure blending. Mấy năm trước thì mình nói về manually blending thôi. Còn mấy cái tự động là mình cover ở những session khác. Mà mình cũng quên nói với quý vị là mấy cái này nó related. Thì không biết Hiền sẽ sợ là sẽ có một số quý vị không có gọi là connect the dots được. Okay. Thì hôm nay Hiền sẽ nói, thay vì mình sẽ nói về exposure blending dùng bằng tay, thì mình sẽ show cho quý vị exposure blending dùng những cái cách tự động. Mình sẽ dùng ECR để mình làm exposure blending, và mình dùng Photoshop. Photoshop nó có đến hai cái cách làm exposure blending mà Hiền dùng. Nên Hiền sẽ nói với quý vị như vậy. Tức là mình sẽ nói về ba cái cách làm tự động và một cái cách làm manual. Và lần này Hiền làm manual blending thì Hiền sẽ làm theo cái cách mà Hiền làm thôi. Trước giờ đó có những cái lớp khác thì Hiền show với quý vị là ví dụ như làm blending mà toàn là dùng blend if không, xong rồi dùng blending toàn là dùng mask không. Ok, và có một chút xíu thì nói dùng cả hai. Hôm nay Hiền sẽ show với quý vị cái cách mà Hiền xài, tức là cả hai. Thì I will show you that only để cho khỏi có bị confused. Học nhiều mà không có thực tập, tại vì mình không có biết là mình có nên xài hay không thì mình sẽ quên. Ok. Thì trước nhất mình sẽ nói về trước nhất để Hiền show quý vị là mình sẽ mở ra ba cái tấm hình mà Hiền lần này đăng lên đấy. Thì khi mà mình highlight ba tấm hình mình bật lên thì nó vào ACR. Tại vì đây là dạng JPEG hoặc là DNG, đại khái vậy. Ok, thì khi mà mình có bài này đó, thì bây giờ mình nói là exposure blending là cái gì cái đó. Ok, khi mà mình đi chụp hình đó, thì quý vị thường đó, đa số là mình chụp một tấm hình đúng không? Một tấm hình mà thấy ok rồi là xong. Rồi mình về mình dùng cái tấm hình đó mình sửa. Nhưng mà lần trước trong một cái bài học trước cách đây cũng không có lâu đấy, Hiền nói với quý vị là có những cái cameras mà nó không có đủ cái dynamic range, tức là thường nó một cái camera mà thiệt tốt nó có khoảng chừng 13 dynamic range, tức cái dynamic range nó là 13 f-stop, từ cái tối nhất cho tới cái sáng nhất. Có nhiều cái máy chỉ có 10, 11 thôi, tùy theo cái máy hay dở. Thì nhưng mà đôi lúc thỉnh thoảng đó, khi mình đi ra ngoài đường mình chụp thì có những cái trường hợp mà cái mặt trời, cái bầu trời nó rất là sáng và cái ground, tức là cái khung cảnh nó rất là tối. Ok, tức là cái cường độ giữa cái sáng nhất và cái tối nhất là nó là khoảng chừng 15 f-stop, tức là cái máy hình của mình chụp không có được. Nếu mà quý vị chụp một tấm hình thì một phần nó sẽ bị cháy. Cái phần sáng nhất nó sẽ bị cháy và đôi lúc cái phần tối nhất nó cũng bị cháy luôn. Thì khi mà quý vị về nhà mà muốn làm cho nó sáng lên hoặc làm cho nó tối xuống, một khi nó cháy rồi tức là mình không có làm được. Thành ra hồi nói về là mình phải take exposure bracketing đúng không? Thì mình chụp nhiều tấm để mà mình về mình dùng Photoshop mình ghép lại thì mình sẽ cover the entire dynamic range mà không có bị mất cái gì hết. Ok, thì trong Photoshop thay vì nó nói exposure blending thì nó nói gì? Nó nói HDR. Ok, nhưng mà it's the same thing. HDR stand for high dynamic range, same thing. À, trong Photoshop nó cũng có một cái chức năng layers blending.
Nhưng mà cái blending đó nó gồm bao gồm hai ba thứ, là tí nữa mình xin nói thêm, là nó bao gồm exposure blending cộng với focus bracketing cộng với panorama, Ui. nó đều gọi là blending hết. Ok, thành ra nhưng mà it's the same. Thì bây giờ đó, khi mà mình chụp hình đó, thí dụ như mình chụp hình, mình chụp ba tấm, cái tấm đầu tiên là mình chụp đúng ánh sáng. Ok, cái thí dụ này thật ra không có tốt lắm, nhưng mà I just happen to find it when I search, tìm được cái này thành ra mình xài liền. Chứ cái này thật ra đó là hôm đó trời trời nó tối, nó sắp mưa, thành ra cái ánh sáng, cái chỗ mà sáng nhất với cái chỗ tối nhất nó không có khác nhau bao nhiêu, thành ra trong cái trường hợp này mình chỉ cần chụp một tấm hình là được rồi, mình không cần phải chụp ba tấm. Nhưng mà theo thói quen hiện vẫn chụp ba tấm, hiện chụp mỗi tấm này là đúng ánh sáng, according to the camera, và mình chụp một cái này là dưới ánh sáng, là chỉ dùng có một f-stop thôi, tại vì mình không cần phải làm nhiều. Và mình chụp một cái tấm một f-stop tối hơn, tức là mình có ba tấm tối đúng không, thành ra mình có thể dùng ba tấm này để mình dùng exposure blending. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị chụp một tấm thì quý vị có làm được không? Đấy, thì cái answer là yes. Cái này anh Hiệp đã dạy rồi. Là mình mà chụp một tấm mà mình vẫn muốn lợi dụng cái chức năng của cái Photoshop và ECR để mà tự động blending cho mình, thì mình có quyền lấy một cái tấm này, thí dụ như tấm này mình làm tối xuống rồi mình save nó as a different file đúng không, xong rồi mình làm một tấm sáng lên mình save nó as a different file, là mình có phải là có ba file không? Thì mình vào đây mình vẫn dùng cái cách này được để mà mình làm gì, automatically blending, nên mình không cần phải biết làm Photoshop gì hết, mà cái tấm hình của mình tương đối là khá đi đúng không. Đó là những cái căn bản phía sau cái chức năng tại sao mình phải làm mấy cái này. Nhưng mà cái chính á, là mình làm, mình chụp multiple pictures, multiple tức là hai hoặc là hơn, mình có thể chụp 10 tấm cũng được nữa, cái Photoshop nó không kia, bao nhiêu tấm nó cũng lên được hết, nhưng mà tiêu biểu là mình chụp 3 tấm. Ok, là thường là quá đủ rồi, thật ra hai tấm là cũng đủ rồi, nhưng mà 3 tấm thì chắc ăn hơn. Ok, thì bây giờ này hiện sẽ show với quý vị cái cách đầu tiên là mình dùng ACR. Ok, nhưng mà nhớ ACR nó không có cái chữ Exposure Blending, mình phải look cho cái chữ gì? HDR, right? Ok, thì trước nhất mình phải là make sure đó, mình nói với cái ACR là những cái tấm hình nào mình muốn nó dùng. Ok, thành ra mình trước nhất mình sẽ highlight một tấm trước, rồi mình hold down shift key, right, highlight the rest of it, tức là mình highlight cả ba tấm mà mình muốn nó nhập lại cho mình, dùng HDR để mình nhập lại. Hello, có ai có câu hỏi ha? Chị Nina chắc phải mute lại nha, bị echo đó. Ok, rồi. Bây giờ đó, khi mà mình có ba tấm rồi, mình có thể lên đây nè, bất cứ cái tấm nào cũng được. Mình thấy có nó, quý vị có thấy nó có cái ba cái chấm không? Ok, thì khi mình bấm vào đây á, một cái menu nó hiện ra như vậy. Thì mình nhớ là cái gì? Exposure blending là HDR. Thành ra mình sẽ dùng cái merge to HDR. Ok, có ai có câu hỏi? Hỏi liền nha. Ok, merge to HDR thì mình sẽ bấm nó, make sure là cái gì, thứ nhất là mình highlight cả ba tấm, right, mà những đó ba tấm ấy, tại vì ba tấm đó mình muốn, và mình bấm merge HDR. Vậy thì khi mà mình bấm như vậy đó thì nó có một cái HDR merge preview, nó hiện lên, ok, một cái dialog box. Thì nó nói all three images successfully merged. Cái này là preview thôi, nó chưa có làm. Thì nó cho quý vị coi cái tấm hình mà quý vị sẽ có. Ok, thì quý vị nhìn đây, quý vị sẽ thấy nó chỉ có ba cái option, nó rất là đơn giản.
option đầu tiên là align images. Làm sao? Tức là tại mình chụp more than one. Mà lỡ mà mình cầm tay mình chụp thì đương nhiên cái tay mình sẽ rung một chút thì nó không có align. Đúng không? Mà khi mà mình dùng tripod đi nữa, đôi lúc gió nó thổi một chút, nó cũng không có align. Hoặc là đôi lúc mình accidentally bấm cái tripod một chút, nó cũng không có align. Thì khi mà không có align mà nó merge lại thì sẽ bị mờ. Thành ra trước nhất, tốt nhất là mình nên nói nó align images cho mình. Tại vì computer nó smart enough để mà nó align image very well. Ok, rồi cái option thứ nhì đó là nó gọi là apply auto settings, tức là nó nói mình là có muốn nó sửa cái tấm hình nó cho mình không, tự động. Ok, thành ra bây giờ nếu quý vị nói yes thì cái thằng này nó vô đó, nó đổi ánh sáng, nó đổi everything, nó đổi màu, nó tăng saturation, nó do a whole bunch of things. Nó look very different. Ok. Quý vị có thể nghĩ cái này đẹp hơn thì maybe you're right. Nhưng mà đây là cái nguyên thủy. Ba cái merge lại, tức là ánh sáng dynamic range tương đối khá đúng, nhưng mà cái màu là mình tại mình chưa có sửa. Màu, sharpness, brightness, everything mình chưa có sửa hết. Thì tùy theo quý vị muốn nó sửa hay không thì that's up to you. Okay? That is the option. Hiện thì không có xài. Tại vì nguyên cái workflow mình vẫn còn còn nguyên đó, đúng không? Cái này chỉ là làm dynamic range thôi, exposure blending mà thôi, chưa có sửa gì hết. Cái thì cái đó tùy quý vị. Ok, đó là thành ra hiện sẽ unclick nó normally for me. Nếu quý vị muốn thì quý vị click thì you have a different picture. Thế còn cái degauss này làm sao? Khi mà quý vị chụp hình mà có foreground chẳng hạn và có cây cối, mấy cái cành lá, gió nó thổi nó xuyên qua xuyên lại đó, thì thí dụ như quý vị chụp ba tấm hình thì ba tấm hình đó mấy cái lá cây nó sẽ move đi những cái chỗ khác. Khi mà quý vị merge có thể nó sẽ làm ra những cái vệt mờ ảo giống như ma gì đó. Đó tại sao nó gọi là ghosting. Ok, thì nó như là bóng ma vậy đó. Thì nó hỏi quý vị có muốn degauss không? Degauss là làm get rid mấy cái bóng ma đó. Thì trong cái thí dụ này không có bóng ma gì hết, thành ra mình nên turn off. Nhưng mà một cái caution của cái ACR đó, ACR nó do something really weird. Mà hiện là không có bao giờ có chụp hình mà có lá ghosting hết. I don't know why, I never have any picture này, không có test được. Nhưng mà quý vị test nó coi coi nó có improve hay không. Nhưng mà trong cái thí dụ này nè, nếu mà hiện bật nó lên thì cái result nó là hoàn toàn unexpected. Hiện bật quá lâu. Cái thằng này là nó hoàn toàn nó đổi tấm hình mình. I'm not sure it's really good at all. Ok, medium nó còn worse hơn nữa. Thật ra cũng không worse hơn gì, nhưng mà they all kind of very strange. Ok, I don't really like this. Nhưng mà tùy quý vị, ok, thành ra turn off. Nếu mà hiện làm sẽ turn off. Ok, xong rồi. Một khi mà xong rồi cái này rất là đơn giản quý vị. Mình không cần phải làm gì hết, nó làm cho mình hoàn toàn. Mình có quyền chọn một vài ba cái option để mà thay đổi cái outcome. Mình bấm merge thì nó sẽ hỏi mình là muốn save nó ở đâu. Ok, nó sẽ save một cái file khác. Mình ví dụ như mình nói save vào đây. Rồi sau khi nó save xong rồi nó sẽ generate một đương nhiên tại vì nó save một cái tấm hình mới. Nó save vào đây. Ok, nó cũng rename nó là HDR để cho mình có thể phân biệt được cái tấm hình của mình với là tấm hình của nó. Okay, thì khi quý vị có cái tấm hình này rồi đó, now you can fix it if you want. You can use ACR để fix it hoặc là đổi nó qua Photoshop để fix it, right? Hiện sẽ đổi, đem nó qua Photoshop chỉ giữ nó làm kỹ nghệ thôi. Thì tí nữa hiện sẽ so sánh với những cái tấm hình khác coi coi tấm nào đẹp hơn. Ok, vậy thôi. Ok, thành ra hiện sẽ launch nó qua bên Photoshop nhưng mà hiện sẽ không có đụng tới hết. Just để dành nó làm kỷ niệm hay kỹ nghệ or both. Ok, thì đây là
Đây là cái tấm hình mà mình merge dùng ACL, đúng không? Bây giờ mình sẽ show cho quý vị hai cái cách merge exposure blending, hai cái cách của Photoshop. Ok, thì một cái cách Photoshop á, nó gọi là auto blend layers. Cái đó là cái hồi nãy hình nói đó, nó gọi là auto blend layers, tại vì cái blending layers của nó đó là nó vừa làm exposure blending, vừa làm focus blending, vừa làm panorama blending as well. Thành ra nó không có nói chính xác, nhưng mà rồi ngay bây giờ đó là nó bị blank, right? The reason nó blank tại mình chưa có cái material để cho nó làm. Thành ra mình phải load cái material trước nhất, đúng không? Thì bây giờ nó cái cách load đó là mình phải load ba cái layer vô một cái tấm hình. Ok, cái này mình đã làm nhiều lần rồi. Là mình sẽ vào file. Ok. Mình xuống vào cái script. Chị Dina, hy vọng là chị record nha. Hồi nãy Hiền sẽ đắp record mà quên bấm record rồi. Mình hy vọng là chị có record cho Hiền ha. Hello, chị Nina có đó không? Ok. Thì bây giờ thì cũng quá trễ, hiện không có record được nữa. Thì bây giờ đó, cái scripting á. Ok, chị Nina nhờ chị mute lại dùm đi. Hình Ok. như anh Hiền bị echo đấy Hiền. Không, tại vì chị Nina chị bật cái microphone của chị lên. Ok, bây giờ thì ok lại rồi. Chị Nina có record rồi anh Hiền. Thấy chị text. Ok, good. Tại vì Hiền không có nghe chị Nina nói. Yeah. Ok, thì đó, mình vào cái script này nè. Ok, thì nó cho mình một cái nó gọi là load files into stack. Load files into stack là sao? Tức là mình load multiple files into cái layers trong một tấm hình. That's exactly what we need. Ok, thành ra mình sẽ bấm cái load files into stack. Ok, và đây đó, nếu mà mình có ba tấm hình đã mở ra rồi đó, thì mình có thể là mình add cái open files đó vào. Nếu mà mình launch ba cái tấm đó từ Photoshop hồi nãy đó, thì mình có thể dùng add open file, nhưng mà cái file mình chưa open, mình có thể browse và thì nó mình phải tìm tới cái chỗ đúng không, tại vì lần trước hiện đã mở rồi nó nhớ cái chỗ đó, thành ra mình vô mình chọn ba tấm hình của mình. Ok, highlight ba tấm hình của mình, bấm ok. Thì cái này nó vào đây nó hỏi mình là có muốn align cái source không, thì cái answer là yes. Nếu mà nó perfectly align rồi thì cũng không có bị mất cái gì hết. Và nếu nó không có align thì nó sẽ align cho mình, nên mình sẽ click cái này. Còn cái create smart objects á, là ví dụ như sau khi mà mình merge exposure blending xong rồi á, mình muốn dùng curves, mình muốn dùng những cái khác để mà mình làm á, hoặc là mình muốn dùng filter để mà mình làm, thì mình nên create một cái smart object, thì mình sẽ được một cái step, right? Thật ra quý vị muốn convert qua smart object, you can do it anytime. Và nó thường là hình just leave it alone. Okay, khi nào hình cần hình sẽ bật nó lên sau. Thành ra mình sẽ không check cái này, nhưng mà nếu quý vị mà biết là mình chắc chắn sẽ làm thì nó sẽ quý vị one step here. Ok, một khi mình làm như vậy rồi thì mình bấm ok. Đấy, thì nó sẽ load ba tấm hình của mình vào trong ba cái layer cho cùng một cái file. Đúng không? Ok, bây giờ mình có ba file này rồi. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ làm để mà mình làm cái auto blending layers, hoặc là mình blending bằng tay. Mình đều cái step đầu tiên đều là load ba tấm hình vào trong một cái photo file như vậy. Ok, rồi bây giờ đó, để mà dùng
auto blending thì mình phải nói với Photoshop là mình muốn blend cái gì. Thì mình muốn blend cái gì thì mình highlight cái đó. Trong trường hợp này mình sẽ highlight cả ba, tại vì mình muốn xài cả ba, đúng không? Nếu mà mình chỉ muốn xài hai thì mình highlight hai cái thôi. That's pretty simple, phải không quý vị? Ok. Sau khi mà mình làm ba cái rồi đó, thì mình vào trong cái edit. Ok, thì quý vị sẽ thấy là cái auto blend layers này nó activate. Tại vì hồi nãy mình đã dùng cái loading để mà mình align rồi, thì mình không có lỡ sợ. Nếu mà mình quên cái step đó, đó mình có thể dùng auto align layer đây nè. Nếu mà mình quên hồi nãy, nếu mà mình quên thì mình có thể dùng cái này. Same thing. Ok, nhưng mà mình đã làm rồi, không muốn làm lại. Thành ra mình chỉ cần bấm auto blend layer thôi. Thì cái dialog này nó hiện lên như là hồi nãy anh nói đó. Cái này nó cho quý vị làm panorama blending. Ok, nếu quý vị check panorama, nó sẽ làm panorama. Nhưng mà cái tấm hình của mình không phải panorama, đúng không? Mình dùng cái stack images. Thì stack images nó có hai cái chức năng. Một là nó làm exposure blending. Hai là nó làm focus blending. Both of them together. Nó rất là smart. Ok, thành ra mình đều dùng cái cách này để mà làm cả hai. Exposure blending và focus blending. Ok, rồi. Mình muốn nó seamlessly tone the color. Ok, và cái này là content aware fill. Nếu mà mình mà bị misalign, thì sau khi mà nó blend xong rồi, thì có những cái corner nó sẽ không có data. Thì nếu mà mình click cái này đó, cái này là thường nó work khi mà quý vị làm panorama. Panorama thì đương nhiên là những cái góc nó sẽ bị thiếu sót. Thành ra mình có quyền bấm cái này để mình nói là fill transparent area cho mình tự động. Nhưng mà trong cái trường hợp này ba tấm giống y nhau, thành ra mình nó sẽ không có bị hết. Mình just save processing time. You don't click it, right? Xin lỗi đợi. Okay. Mình có một số text nhưng mà không có cái gì liên quan tới cái lớp này hết. Ok, rồi. Thì bây giờ đó, như vậy là xong rồi quý vị. Bây giờ mình chỉ cần bấm OK thôi. Thì cái thằng Photoshop sẽ blend cho mình. Ok, và xong. Ok, nó làm cái này là xong. Ok, bây giờ nè, mình có thể so sánh tí nữa. Hình sẽ so sánh lại. Nhưng mà nè, cái này là dùng ACR. Cái này là dùng cái blending. Nó almost the same. Nhưng mà quý vị thấy là cái Photoshop blending này, cái bầu trời nó hơi quá trắng. Thằng ACR do better job. Thì tí nữa mình sẽ sửa một cách dễ dàng hơn. Thằng này nó hơi quá sáng. Nhưng mà nó not too bad. Ok, đó là hai cách. Ok, có ai có câu hỏi nữa không? Trước khi Hiền move on to the next one. Rồi. Anh Hiền, focus blending là gì vậy anh? Hồi nãy Hiền có nói rồi đó, Hiền sẽ nhắc lại cho chị nha. Ok, khi mà mình chụp hình á, mình ra ngoài đường mình chụp chụp một tấm mà nó sẽ bị cháy. Ok, nếu chị khi mà chị chụp hình có nhiều lần rồi thì như anh Hiệp rồi gì đều nói là mình phải coi cái histogram, right? Mình coi make sure là nó không có bị đụng qua phía bên phải và không có đụng qua phía bên trái. Khi mà nó đụng qua phía bên trái, phía bên phải, tức là cái data mà đụng qua bên phải với bên trái là nó không có data gì hết, tức là nó trắng bóc hoặc là nó đen thui. Thành ra đó, khi mà mình về mình sửa thì mình sẽ mất mấy cái phần đó, là cái tấm hình mình nó sẽ bị hư. Yeah. Ok, thì khi mà mình bị hư thì mình mà không muốn bị hư thì mình phải chụp nhiều hơn một tấm. Mình chụp gọi là exposure bracketing, tức là mình chụp hai hoặc là ba tấm. Typical camera đó, đa số những cái camera mà mình có đó, nó cho mình chụp đến 7 tấm lận.
at least cái Canon của Hiền nó cho chụp 7 tấm lận. Ok, thành ra quý vị có thể chụp 7 tấm về tha hồ mà ghép. Vì cái thằng Photoshop này 7 tấm nó cũng ghép no problem. Yeah. Okay. Yeah, yeah, anh tôi biết là tại cái chữ focus nó làm tôi confused chút. Yeah, tôi got idea. Well, cái focus là cái khác, Hiền chỉ nói về exposure blending hôm nay thôi, chứ không có nói về focus blending, nhưng mà cái kia nó xài cho cả hai. Okay, sau này mình sẽ có một cái lớp về focus blending sau. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thì chị đừng có lo về cái focus blending, cái này là exposure blending thôi. Thì cái này nó blend xong rồi thành ra, thật ra muốn nói về focus blending thay vì mà nó nhìn mấy cái ánh sáng này, nó ghép vô cho mình, thì nó nhìn cái focus nó ghép vô cho mình. Mà nếu mà mình không có focus problem thì nó sẽ không lo tới chuyện đó, nó tự động. Thì nó biết được là ok, cái này chỉ là khác ánh sáng thì nó sẽ chọn mấy cái phần ánh sáng thôi, mà nó không có chọn cái phần focus. Rồi. Yeah. Thank you. Cái Photoshop nó rất là smart. Rồi bây giờ đó, cái cách thứ nhì của Photoshop và cái cách thứ ba của Photoshop ACR là cái chức năng nó gọi là HDR Pro. Ok. Thì bây giờ đó, để mà access cái HDR Pro đó, thì mình vô file, mình vô trong Automate, ok, và mình chọn cái Merge to HDR Pro. Thế cái này nó giống như ACR đó, Exposure Blending nó gọi là HDR, right? Mà cái này là Professional. Well, whatever, nó gọi nó là professional. Rồi thì mình, sorry. Ok quý vị, mà ở đây mà nếu mà cần nói với Hiền thì dùng microphone để Hiền ignore cái phone luôn. Hiền sợ quý vị dùng cái text đó, text me something. Ok, I'm gonna ignore it from now on. Ok. Merge the HDR Pro, right? Thì cái này nó cũng hiện ra, thì nó expect là cái gì? Nếu mà mình đã có mấy cái file mở rồi thì mình có thể add mấy cái file đó, nhưng mà trong trường hợp này mình chưa có nó mở, đúng không? Thành ra mình sẽ browse giống y như cái hồi nãy, và mình chọn ba cái tấm hình mà mình muốn load nó vô. Cái này cũng là nó load vô trong ba cái layer vô trong một cái file giống y như vậy. Ok, và nó cũng nói là attempt to align thì yes, cái này default nó là có cái check mark, mình không cần cái check, đúng không? Rồi mình bấm ok. Khi mà mình bấm ok đó, trước nhất là nó sẽ load ba cái files đó vô trong thành ra ba cái layer, và nó bật cái này lên, cái này gọi là merge to HDR Pro. Nó almost look like cái ACR nhưng mà nó khác, đúng không? Option nó khác. Và nó cho quý vị một cái tấm hình tương đối không có đẹp lắm. Ok, nhưng mà trong cái trường hợp này quý vị không cần phải lo, tại vì cái này là nó chỉ cho quý vị một cái thôi, quý vị có quyền sửa nó lại. Ok, chứ không có phải là cái final. Cái này nó gọi là Pro thay vì cái thằng ACR nó không có gọi là Pro, tại vì Pro là nó cho quý vị là change it yourself. Vậy thôi à. Ok, thì bây giờ mình sẽ explore cái này. Nó có những cái preset. Preset default là nó như vậy. Thì nó trông cũng được nhưng mà nó hơi nhệt nhạt, nó không có được lắm. Ok, dù như trong những cái trường hợp mà quý vị mà thay vì ba tấm hình mà quý vị không muốn làm ba tấm hình, thì quý vị có thể unclick một cái. I think you can. Yeah, you có thể unclick một cái, nó sẽ làm, nó lấy hai cái kia nó làm. Nhưng mà mình là determined to use three, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ explore cái preset. Ok, mình chọn City Twilight,
là nó khác. Mình chọn flat là nó khác. Có nhiều cái rất là xấu xí. Nhưng mà keep in mind là quý vị có thể sửa từ đây. Cái này chỉ là cái baseline to start thôi. Sau đó mình có thể sửa. Okay. Chứ không có phải là mình phải stuck với mấy cái này. Okay. Còn mà ví dụ cho những quý vị như anh Thắng chẳng hạn mà thích black and white. Thì cái này là black and white nó look pretty decent. Mình cũng cần phải sửa một chút nhưng mà that's a pretty good start. Đúng không? Rồi nhiều lắm. Cái này là nó quá màu mè đi. Đúng không? Và nó có những cái real photorealistic. Cái này look pretty good. Hơi sắc sảo quá đối với hiện. Cái này là terrible. Photorealistic. Cái này là not too bad. Có nhiều lắm. Ok, you get the idea. Okay. Get the idea. Nhưng mà bây giờ đó, just to show you that I'm going to use the default. Okay, thì bây giờ nó look kind of bad. Ok, và cái thứ nhì đó là remove ghost. Đúng không? Cái này á, là nó cũng làm giống như ACI đó. Cái mục đích chính của nó là nó get rid of mấy cái ghosting. Nhưng mà hiện thấy nó cũng thay đổi cái tấm hình quá nhiều đi. And I'm not really sure that's a good idea. Ok. Rồi mình có thể chọn cái mode 8 bit hay là 16 bit. Most of people use 16 bit. Nhưng mà Hiền nói, gần đây Hiền nói quý vị. Tại vì cái final product của Hiền là JPEG. Là 8 bit. Thành ra Hiền sửa everything in 8 bit. Thành ra khi mà Hiền đổi qua JPEG là no surprise. Cái đó là tùy theo quý vị. Ok, có nhiều người không có đồng ý với Hiền nhưng mà that is what I do. Anh đang dùng 8 bit, doesn't really matter. Okay, và nó có một cái là local adaptation hoặc là mình có thể dùng equalize histogram thì nó thay đổi. Nhưng mà cũng không bao nhiêu, that's up to you. Ok. Nó thay đổi một chút dùng những cái mode khác nhau. Nhưng mà bây giờ đó, it doesn't really matter, we just stick with it. Rồi bây giờ đó, bắt đầu từ chỗ này nó sẽ cho mình sửa. Okay, đây là cái tiêu biểu của nó. Thì cái tấm này, cái bầu trời look okay, a little bit, hơi sáng một chút. Nhưng mà cái mặt đất thì very badly looking, đúng không? Thì bây giờ đó, cái radius á, là mình mà thay đổi radius á, nó control cái size của cái glow effect. Bây giờ mình thử, bây giờ mình tăng nó qua bên phải thì thấy nó có vẻ là khá hơn, đúng không? This actually look more realistic. Ok. Xong rồi, cái strength là nó mạnh hay là không mạnh. Nếu mà Hiền kéo all the way đây á, là nó tăng contrast lên. Ok, và mình giảm xuống đây thì nó làm mở. Thì đây là cái strength. Thì thí dụ như Hiền làm cái strength như vậy, radius như vậy, look better than before. Đúng quý vị. Ok, và mình có thể điều chỉnh cái edge smoothness này. Thì actually it even look better. Thì quý vị play with it. Thì now the picture look a little bit better. Cái gamma thường là bây giờ mình không nên xài nó, tại gamma là để và nó giúp mình match cái ánh sáng của cái CRT là cái cathode ray tube display. Bây giờ none of us use CRT anymore. Gamma đó, quý vị có thể dùng để mà sửa cái ánh sáng nhưng mà nó non-linear, nó very weird. I recommend you just leave gamma alone. Okay. Cái CRT response curve nó very non-linear. Thì cái gamma này nó design để nó counter cái non-linear của cái CRT tube. Bây giờ mình xài LCD mình không có bị. Còn cái exposure đó là sáng với tối thôi. Cái đó thì dễ hiểu ra đúng không? Maybe tăng lên một chút. Thật ra thì không muốn tăng cái exposure at this time. Và mình có thể tăng cái detail lên, tức là cái contrast. Just a little bit more than contrast.
cái thí dụ như vậy, tăng nó lên thì thấy nó bé rồi đúng không? Và mình cũng có thể dùng cái curve để mà mình chữa, hoặc là mình dùng cái slider. Cái thí dụ như mình muốn tăng cái shadow lên một chút thì mình crank nó lên đây đúng không, để cho nó sáng lên. Và mình muốn giảm cái highlight tại vì cái bầu trời nó hơi quá sáng thì mình giảm cái highlight xuống không recover được cái bị cháy đúng không. Và nếu mà mình muốn nó màu mè hơn thì mình tăng saturation lên và mình tăng cái vibrancy lên. Ok, nó có nhiều màu hơn. Saturation somehow nó là 20 đó. Thì mình có thể tăng nó lên thêm một chút. Thật ra that's too much. Vibrant xuống vậy. Xuống 40. Ok, thí dụ như là mình thấy cái này hài lòng rồi. Nên nhớ nha quý vị có thể sửa thêm được đúng không? Đây là just a start. Đây là exposure blending only. Nhưng mà ở đây nó cho mình sửa. Nhớ bên ECR không? Mình có cái auto, mình bấm cái nó sửa cho mình. Còn đây đó, tại nó bây giờ hiểu tại sao nó gọi là pro rồi. Tại vì nó cho quý vị sửa. You have more control. Bên kia là mình bấm một cái là nó sửa. Mà nó sửa không đúng ý mình là mình cười ngất thôi. Đúng không? At least here you can fix it. Và khi mà mình fix nó được rồi đó, mình happy rồi, mình bấm ok. Ok, thì bây giờ quý vị thấy mình có 3 tấm này. Cái tấm này là cái tấm HDR Pro. Cái tấm hồi nãy là mình dùng cái blending, auto blending layers, right? Cái này là phía dưới nó đẹp mà cái bầu trời là very bad. So với cái này. Và so với cái này. Ok. Thành ra cái HDR này nó actually better. Tại vì nó cho mình sửa. Nhưng mà mình phải sửa. Mình không có sửa mình sẽ không có được cái này. Đúng quý vị. Ok. Rồi bây giờ cái cuối cùng là mình sẽ dùng bằng tay để mà mình blend. Manually. Đúng không? Thì bây giờ manually như là hồi nãy nói là mình vẫn xài cái script. Ok. Và mình load cái files vào. Okay. Mình không có mấy cái open file này, không phải là cái file mình muốn đúng không? Mình sẽ vô mình browse nó đúng không? Mình sẽ load file này vào. Ok. Và mình sẽ là attempt to align giống như hồi nãy. Mình bấm OK. Ok, bây giờ đó mình có 3 tấm hình này. Đúng không? Nếu mà quý vị xài cái ACR HDR Photoshop HDR Pro hoặc là cái auto blending layers mà nó good enough cho quý vị đó, là you don't need to do cái manual blending này. Nhưng mà sau tùy cái tấm hình nha. Có nhiều cái tấm hình đó, cái automatic nó không có give you what you need. Thành ra mình cần phải học cái cách manual blending cho những cái trường hợp mà mấy cái kia nó không có khả quan lắm. Đúng không? Đó là cái lý do tại sao mình sẽ show quý vị tất cả những cái này. Dù cho đôi lúc trong cái thí dụ này là hoàn toàn không cần thiết. Đúng không? Ồ, quý vị. Thêm một cái nữa đó. Hồi nãy Hiền không nhớ là Hiền có nói hay chưa. Nếu mà quý vị chụp một tấm hình, yeah, như Hiền nói rồi. Chụp một tấm hình đó, mà mình muốn dùng automatic thì mình có thể làm sáng, làm tối đúng không? Dù trong Photoshop này mình dùng cái screen method đó để mình làm sáng và mình dùng cái multiply blending method để mình làm tối. Cái đó anh Hiệp đã show cho quý vị làm số lần rồi thì mình có thể làm như vậy. Ok, okay. Hiền nghĩ là Hiền nói rồi. Cái trong cái trường hợp này mình khi mà mình làm manually mình phải kind of
mình phải là quyết định tự mình đúng không? Unfortunately. Thì mấy năm trước đó Hiền có một cái thói quen là Hiền mang cái màu đen tối nhất lên trên, nhưng mà năm nay Hiền nói ok, Hiền show như vậy đôi lúc quý vị nghĩ là bắt buộc mình phải mang lên. Thành ra Hiền nói là sao cũng được, mình phải tùy cơ ứng biến thôi. Thì cái ability tùy cơ ứng biến nó rất là quan trọng, tại vì mỗi tấm hình đều mỗi khác hết. Nếu mà mình mà dùng một cái formula cố định đó, thì mình sẽ không có được lợi lắm đâu. Mình phải cần có một chút tùy cơ ứng biến thì mình mới làm được. Thành ra mình có thể dùng cái cách này để mà tùy cơ ứng biến là ok, whatever, right? Khi mà mình manual blending exposure đó, thì mình mà có 3 tấm thì mình không có thể nào blend cùng một lần hết. Một lần mình chỉ blend 2 tấm thôi. Okay, thành ra nếu mình có 3 tấm thì mình phải blend 2 lần. Mình có 4 tấm thì mình phải blend 3 lần vậy thôi. Okay, thành ra nó phiền rất là nhiều so với tự động đương nhiên. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ... Ok, thì như là Hiền nói trước đó, Hiền cho quý vị blend if xong rồi cho quý vị dùng cái kia rồi tùm lum. Bây giờ đó, giữ nó ngắn gọn, thực tiễn là mình nên làm như vậy. Cái trước nhất là Hiền sẽ là determine cái trên và cái giữa. Ok, cái ở giữa đó quý vị thấy là nó hầu như là đúng ánh sáng hoàn toàn. Tại vì hôm đó trời nó sắp mưa, cái cường độ sáng nhất của nó và cái cường độ tối nhất của nó không có xa cách gì bao nhiêu. Thành ra trong cái trường hợp đó mình chụp một tấm là đủ rồi, nhưng mà theo thói quen chụp 3 tấm. Nên thành ra Hiền mới có 3 tấm như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp này một tấm là đủ rồi đấy, mình không cần phải fix. Nhưng mà mình có thể improve được là chỗ nào. Thí dụ như quý vị nhìn đây nè, cái này là hơi nitpick á, là cái phần reflection thì nó quá tối đối với Hiền, đúng không? Và khi mà mình move qua đây cũng vậy, phần này nó quá tối. Còn ngoài ra đó là cái tấm hình này, everything else seems to be okay, không có cần phải sửa cái gì hết. Thành ra mình sẽ sửa cái đó, đúng không? Và cái tấm hình phía trên của mình làm sao, cái này nó rất là rõ ràng. Đây là mình thấy cái reflection của cái tấm hình sáng nó rất là rõ ràng so với cái tấm hình hồi nãy, đúng không? Thành ra mình sẽ lấy cái phần đó mình đem qua cái phần này, đúng không quý vị? Thành ra đó, trong cái blending này mình phải quyết định mình muốn làm cái gì. Thì trong cái thí dụ này very simple, mình chỉ muốn làm cái phần đen của cái tấm hình này nè nó sáng lên thôi, vậy thôi. Ok, rồi bây giờ làm sao mà làm? Thì cái cách dễ nhất là quý vị thấy là mình chỉ blend hai cái layer dưới, mình ignore nó for now. Right, hai cái layer này. Thì bây giờ mình mới quyết định mình muốn cái gì. Mình muốn 98% là cái tấm hình này y chang như vậy, đúng không? Là cái tấm hình phía dưới. Rồi mình muốn 98%, mình chỉ muốn 2% của cái phần tối này của cái tấm hình phía trên thôi, đúng không? Thành ra cái tấm hình phía dưới quan trọng hơn, đúng không? Quan trọng hơn thì sao? Thì mình che cái tấm hình nào? Mình che cái tấm hình ở trên, tại vì mình muốn show cái tấm hình ở phía dưới. 98% của nó là mình muốn show rồi. Thành ra, nhưng mà mình phải làm cái mask ở đâu? Bây giờ Hiền đề nghị là làm cái mask và protect mấy cái lem bằng blend if. Vậy thôi. Ok. Bây giờ từ rày về sau đó, khi mà quý vị làm exposure blending, dùng mask sơn bằng tay và dùng blend if để mà chống lem, vậy thôi. Okay, rất là nhanh, không cần phải học nhiều thứ. Hello. Hello, nghe nói nghe nói. Chị Nina có câu hỏi hả? Dạ. Nó hơi bị. Lỗi này là tại sao mình tròn 98% với là 2% đó. Ok chị, ok, hiện hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại. Okay, bây giờ mình nhìn á, mình có 3 tấm hình đúng không? 3 tấm hình á, unfortunately á, là khi mà mình nhìn thì mình chỉ thấy tấm trên thôi. 2 tấm dưới mình không có thấy, đúng không? Thành ra đó, thỉnh thoảng đó mình unclick cái con mắt. Khi mình unclick con mắt này thì mình thấy cái tấm
tấm này đúng không? Nếu mà Hiền ấn click tấm này thì Hiền sẽ thấy tấm tối nhất đúng không? Thì bây giờ đó, ba tấm như vậy mình thấy cái tấm phía trên, bây giờ mình sẽ mix cái tấm trên nhất cho tới cái tấm ở giữa. Ok, thành ra mình ấn click cái tấm ở trên thì mình thấy cái tấm ở giữa đúng không? Thành ra mình bấm cái này là phía trên, bấm cái này phía dưới, mình phải quyết định cái mình muốn làm cái gì. Bây giờ mình nhìn cái tấm hình này mình nói nó quá sáng. Ok. Hiền ấn click cái tấm này, nhìn cái tấm ở giữa thì Hiền nói cái tấm này được lắm. Nó hơi tối một chút xíu rồi nhưng mà chi tiết nó đầy đủ hết. Chỉ có một cái đó là mấy cái phần reflection này nè. Ok, nó hơi tối quá. Thật ra mình xài như vậy là đủ rồi, để mình sửa là đủ rồi. Nhưng mà tại vì mình có ba tấm hình đúng không? Mình có cái luxury của những cái tấm hình khác, thành ra mình sẽ blend cái phần sáng của cái tấm hình thứ nhất, phần này nè, vào trong cái phần tối của cái tấm hình thứ hai. Ok, bây giờ chị Nina hiểu chưa? Ok. Rồi. Mà bây giờ đó, dạ, rồi. Mình chỉ muốn làm sáng có một phần nhỏ của cái tấm hình phía dưới thôi. Tấm hình này, tấm hình ở giữa. Thành ra, cái final product của mình sau khi mình lên hai tấm đó là có phải là 95% của cái này không? Thật ra, nếu mà mình tính cái phần đen này là 5%, thì 95% là mình muốn y chang vậy, không có thay đổi đúng không? Thành ra mình muốn show 95% của cái tấm hình này ra. Thành ra đó, nếu mà Hiền vào đây rồi Hiền tạo ra một cái mask màu trắng thì nó đâu có che cái tấm hình trắng. Mình muốn che 95% của cái tấm hình trắng. Thành ra trong trường hợp này thì mình làm gì? Mình làm một cái mask màu đen để mình che. Thì cái này mình đã học rồi. Khi mà mình muốn làm cái mask màu đen đó, thay vì mình chỉ bấm cái này để mà làm ra một cái mask màu trắng, đúng không? Khi mình bấm cái đó thì nó sẽ ra một cái mask màu trắng. Thì nó không có che cái gì hết cho tới lúc mình sơn đen. Thì bây giờ mình muốn nó che hết cho tới lúc mình sơn trắng thì nó sẽ lòi ra những cái phần mà mình muốn lòi nó ra. Thành ra mình sẽ hold down alternate key cho PC, option key for Mac, và mình bấm cái này. Ok, thì quý vị thấy khi mà mình hold down cái alternate key mình bấm thì nó ra một cái mask màu đen. Tức là khi mà mình ra cái mask màu đen thì nó show 100% cái tấm hình dưới này. Ok. Tấm hình ở trên này là mình hoàn toàn không có thấy gì hết, đúng không? Thì bây giờ mình muốn cái gì? Mình muốn show cái phần trắng của cái phần trên này only here and on the other side. Đúng không? Và to show it thì mình làm gì? Mình sơn màu trắng, tại vì mình có cái mask màu đen. Mình sẽ là ở đây nè, mình bấm chữ X để mà mình đổi nó qua màu trắng. Đúng không? Và mình làm cái cỏ của mình nhỏ xuống. Ok, để mà mình sơn cái phần này sáng lên. Đúng vậy. Nhưng mà nó sẽ lem, đúng không? Lem thì mình có sợ bị lem không? Yeah, maybe. Nhưng mà trong trường hợp này, maybe you don't have to worry about it. Tại vì sao? Tại vì mình sẽ dùng blend if để mình chống lem. Ok. Hold down space key, move qua đây. Những cái phần tối, mình làm nó sáng lên. Đây là manually blending. Tức là mình có full control. Ok. Thành ra nè, hồi nãy tối rồi nè, bây giờ sáng nè. Đấy, mấy cái phần này nó, mấy cái phần mình không muốn sáng nó cũng sáng một chút, nhưng mà cái đó mình sẽ sửa sau. Thành ra rất là đơn giản, mình chỉ quẹt cái này là xong rồi. Và mình sẽ qua bên này, same thing đúng không? Mình sẽ làm cho cái cỏ nhỏ xuống một chút.
Và mình chà cái này có thể quý vị sẽ không có thấy mình chà đâu, nhưng mà đại khái là quý vị làm cho cái này nó sáng lên. Zoom lên. Đây nó sáng lên không? Ok. Mình vào đây mình làm cho nó sáng lên. Và mình làm cho cái này nó sáng lên. Ok, mình không có lo về lem, cái tấm hình này dù cho bây giờ mình ngưng ngay đây là quý vị cũng sẽ không có biết. Nhưng mà nếu mà mình muốn purist, có nhiều trường hợp quý vị sẽ biết. Trong cái thí dụ này, you can tell, you can stop here. Right? Đúng không? You can stop here, you don't need to do anymore. Nhưng mà hiện sẽ show quý vị là mình có thể dùng len if để mình chống lem. Ví dụ mình chỉ muốn những cái phần đen nhất nó sáng thôi, mà mấy cái phần mà nó đã tương đối sáng rồi mình không có muốn nó sáng hơn nữa. Tức là phần nào? Phần này nè. Mấy cái phần này nè quý vị thấy chưa? Chưa thấy. Đây nè, đây nè, những cái phần này nè. Hồi nãy hiện quẹt nó lem qua đúng không? Thì cái phần này nó đã sáng rồi mà mình làm nó sáng hơn nữa. Đây nè quý vị, để ý quý vị thấy nè. Cái phần này nó tối tối gì? Đúng không? Đây là cái phần tối tối nè. Bây giờ là mình làm nó sáng lên luôn. Thì bây giờ đó mình mà muốn chống lem á, thì mình dùng blend if. Ok. Thì mình sẽ double click vào cái chỗ trống thì cái blend if lên. Bây giờ mình phải quyết định là mình muốn cái gì. Ok, mình muốn cái gì? Mình muốn show cái phần sáng của cái layer phía dưới, đúng không? Tại cái phần này nè, quý vị thấy. Thấy cái phần này nè là cái phần sáng của nó. Tương đối thôi nha. Sáng tương đối tức là cái phần này nó sáng hơn những cái phần khác. Thì mình không có muốn thay đổi cái gì hết, thành ra mình sẽ show cái phần sáng của cái phần dưới lên. Thì cái phần sáng của phần dưới là cái gì? Là cái thằng này, đúng không? Mình muốn show cái phần sáng phía dưới, mình kéo cái phần sáng phía dưới. Thành ra mình nắm thằng này, mình kéo nó. Mà mình nhìn ở đâu? Mình nhìn ở cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Là cái chỗ mà hồi nãy á, là mình làm nó sáng hơn. Mình làm, mình kéo cho tới lúc nào mà nó bắt đầu đổi màu ở đó là quý vị biết là mình tới cái chỗ rồi. Thành ra bây giờ nè. Thì kéo cái này tới đây, quý vị nhìn đây ha. Nhìn ngay đây nè ha. Nhìn ngay đây để mà coi cái ánh sáng nè. Nắm thằng này. Kéo. Các vị thấy nó bắt đầu đổi không? Đi xì cái nó đổi không? Đổi đây nè. Đổi đây nè. Đổi. Hoa lon đây. Các vị thấy không? Có ai không thấy không? Cái này nó bị delay nhiều, có vẻ quý vị cũng thấy nó sáng, ánh sáng nó đổi không? Somebody thấy anh Hiền ơi, thấy okay. Anh dạ cho Hiền xem feedback, tại Hiền không có biết quý vị thấy cái gì. Cái này là mình sẽ back off như vậy, rồi mình hold down on the option key for Mac, mình kéo nó ra để mình blend nó vào. Ok, như vậy thôi. Rồi bây giờ nè. Before, after. Đấy, nó vẫn còn một chút. À, nhưng mà nó đỡ hơn. Bây giờ nếu mà mình muốn nó nhiều hơn nữa đó, thì mình điều chỉnh cái này. Nó điều chỉnh nhiều quá nó lại không đẹp. Somewhere here là được rồi. Yeah, I prefer nó sáng lên một chút nữa. Like this. Tối quá này cũng không có đẹp. Ok, rồi. Bây giờ là mình đã protect mấy cái lem. Mà thật ra
trong những cái tấm hình này đó mình không có cần cái project nữa. Thế thành ra quý vị thấy nè là trước đó nó tối như vậy nè và bây giờ nó sáng lên như vậy. Ok, thành ra nó improve cái picture a little bit. Trong cái thí dụ này nó không có thay đổi nhiều đúng không? You get the idea. Và bây giờ mình already made cái tấm hình này nó đẹp hơn được một chút so với nếu mà mình chụp một tấm hình. Rồi bây giờ nè, mình có hai tấm hình này đúng không? Hai tấm hình này bây giờ mình đã combine rồi. Nếu mà mình muốn thấy cả hai tấm hình này cùng một lúc đó, thì it's a good idea mình highlight hai này rồi mình làm gì? Control G để mình group nó. Mình group nó lại như vậy thành ra mình có thể control nè. With it, without it để mà mình coi. Thì bây giờ đây hiện thấy chỉ có một cái good của cái này là mấy cái phần sáng thiệt sáng của cái mây. Maybe mình làm cái mây nó tối lại thêm một chút nhưng mà that's about the only thing you want cho cái tấm hình đen này. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là mix. Mình sẽ làm cho cái tấm hình này nó đen xuống một chút đúng không? Vậy thôi. Còn cái tấm hình đây là ok rồi. Cái bầu trời nó hơi sáng một chút thì mình sẽ làm cho nó tối xuống một chút. Thật ra ngay bây giờ mình muốn sửa là dư sức qua cầu rồi nhưng mà tại vì mình có cái tấm hình màu đen mình muốn blend nó thành ra mình sẽ xài nó thôi. Thì bây giờ đó, một khi mình có cái này rồi á và mình chỉ muốn có 5% của cái thằng ở phía dưới thôi. Đúng không? Bây giờ ngược lại hồi nãy mình muốn 95% của dưới, lần này mình chỉ muốn có 5% cái phần sáng ở phía dưới thôi. Thành ra mình sẽ thoải mái làm một cái mask màu trắng, đúng không quý vị? Thì mình thấy hết cả hai. Và bây giờ mình sẽ sơn đen cái phần mây. Đấy. Và mình muốn make sure cái hardness là rất là thấp, zero. Ok. Và thường đó là hiện dùng cái right mouse key đó. Là mình hold down on the key là và mình bấm cái right mouse thì hiện kéo nó lên thì cái hardness nó sẽ là zero. Okay, same thing. Và mình muốn điều khiển cái size thì mình kéo nó qua left and right. Yeah, cái này nó lẻ hai chiều luôn. Okay, đó, just to review cho quý vị, mấy cái này là mình đã học rồi nhưng mà mình không có xài, mình sẽ quên. Ok, và trong cái trường hợp này 3% hơi nhiều nhưng mà cũng được rồi. Vào đây làm cho cái mây tối xuống đúng không? Ok, trong cái thí dụ này, you don't even need to dùng Blend If. Nhưng mà nếu mình muốn dùng Blend If thì mình dùng cho cái gì? Bây giờ đây chỉ là học thôi. Thì thật ra trong cái tấm hình này, nếu mà Hiền làm thì I'm done with Exposure Blending at this point. Ok, nhưng mà nếu mà mình muốn Protect thì mình Protect cái gì? Hồi nãy mình làm cái gì? Mình làm những cái phần trắng ở phía trên nó tối xuống. Đúng không? Nhưng mà mình không có làm gì khác. Thành ra mình muốn cái phần đen của phía trên nó vẫn y nguyên. Ok, chỉ muốn cái phần trắng nó đổi thôi. Phần đen phía trên là mình muốn nó y nguyên. Thành ra đó, muốn protect đó thì phần đen ở phía trên
Y nguyên là mình kéo này này, đúng không? Mình đem phía trên. Mình muốn nó y nguyên, mình kéo này này. Không, actually, that's wrong. Để coi lại coi. Okay, sometimes mình cũng get confused luôn đó. Cái này đôi lúc nó, hồi này mình làm cái gì? Bây giờ mình phải để ý lại. Hồi này mình làm cái phần sáng của cái dưới nó đen hơn, đúng không? Okay, thành ra mình không có muốn cái phần đen ở phía dưới nó đổi. Mình chỉ muốn cái phần sáng nó đổi thôi. Thành ra mình phải protect cái phần đen. Okay, hình làm ngược. Thay vì mình kéo cái phần trên, đó, mình kéo cái phần dưới. Cũng không được. No, it doesn't make sense. Sai rồi. Coi cái interesting. Mình làm để coi cái này. Cancel này. Ok, cái tấm này là mình làm cái phần, mình làm cái phần sáng của trên nó tối đi, đúng không? Ờ thì thật ra như vậy đúng rồi. Đúng không? Sorry, hiện không có nghe anh nào nói. Cái này nó hơi weird. Có lại làm phần sáng ở trên tối đi. Dạ, mình làm cái phần sáng tối đi. Ok, thành ra mình không có muốn protect cái phần sáng, mình sẽ protect cái phần tối, đúng không? Mà protect cái phần tối hồi nãy đáng lẽ làm gì đúng rồi, tại sao nó lại không work? Strange. Tức là bây giờ mình muốn show cái phần tối của cái phía trên, đúng không? Tại sao thằng này nó lại đổi phía dưới? Sao nó đổi qua cái phía dưới? Hold on. I'm a little bit confused. Somehow that không work à? Tại vì anh nằm ở trong cái group nó tới hai cái thằng lận. Bây giờ đó anh turn off cái thằng thằng mà bó đâm hết đi. Rồi anh control alternate shift y để cho một ram cái layer mới. Rồi anh làm hai cái layer đó thôi. Đúng rồi. Yeah, I think you're right. Thật ra mấy cái lần mà mấy lần khác hiện làm mình nó work perfect, mà lần này mấy cái sao nó nổi. Thật ra this alone should work, nhưng mà nếu mà quý vị mà muốn hiểu là anh Hiệp anh nói cái gì đó quý vị, là bây giờ đó mình sẽ là disable cái group đi. Yeah. Nhưng mình nghĩ đúng rồi, bây giờ hai cái layer nãy nếu cho group thì nó phải vô cái control shift alternate e. Thì yeah, đúng rồi. Ok, thì bây giờ đó. Bây giờ để mình tắt cái thằng này đi cái đó. Ok, mình sẽ là control wait. Không, anh tắt cái thằng cuối cùng thôi. Cái layer cuối cùng á. Rồi. Rồi nguyên cái group này cho nó thành một tấm khác. Không được anh, tại vì nó bị cái đó rồi. Bây giờ là hiện sẽ get rid cái group thôi. Bây giờ mình delete cái group được không ta? Cái history của hiện nó mất rồi. Oh, group right here, okay. Hiện phải trở lại đây. Okay, bây giờ là mình trở lại hai cái này rồi. Đúng không? Thì mình sẽ làm lại. Ok. Thì bây giờ đó mình sẽ làm
Control on and shift E. Dạ, đúng rồi. Và mình làm thằng này và mình có thể unclick hình này. Ok, thì cái thằng này là cái thằng ở trên. Dạ, đúng rồi. Và cái thằng kia phía dưới, đúng không? Dạ. Và ở cái giai đoạn này á, mình sẽ làm một cái mask. Dạ, đúng rồi. Và mình sẽ paint cái phần này cho nó tối xuống. Ok. Vậy thật ra trong cái thí dụ này mình không cần phải blending gì hết. Mình không cần phải dùng blend if, nhưng mà nếu mà mình dùng blend if, you should be able to do it. Bây giờ mình phải ngồi mình nghĩ là cái gì? Là mình show là phía trên hết. Chỉ show phía dưới có một chút xíu thôi. Đúng không? Thành ra đó mình muốn là cái phần sáng ở phía trên đó, là nó tối. Mình không có muốn recover cái đó. Mình muốn cái phần tối ở phía trên nó recover. Tại vì mình làm một số mấy cái tối nó tối hơn nữa. Mình không có muốn nó tối hơn. Đúng không? Thành ra mình vào đây cái phần trên mà mình không có muốn cho nó tối á, thì mình kéo thằng này, đúng rồi. Mà tại sao thằng này nó vẫn bị I don't get it. Kéo thằng này cũng bị luôn. Không, cái này cũng phải nè. Ok, somehow nó lại không work cái lần này, quý vị ơi. Không biết tại sao. I'm sorry. Ok, nhưng mà để hồi nghĩ lại cái what's the problem. Nó should work mà nó không work ra lạ. Bây giờ anh đổi qua trắng đen á, thì anh mới sẽ thấy được nó là sáng hơn hay tối hơn. Tại tôi nghĩ nó màu, thành ra anh nghĩ nó tối, nhưng mà thiệt ra nó bằng cái sáng trên kia, trên bầu trời. Yeah, anh nói đúng á. Bây giờ anh đổi qua black and white thì anh sẽ thấy được cái chỗ nào sáng, chỗ nào tối. Dễ thấy hơn. Right. Yeah, nhưng mà Hiền thì không có bị problem, anh Hiền vẫn thấy, nhưng mà let me... Hay là hồi nãy, Hiền highlight nó không đúng chỗ ta. Did I do that? Để làm lại coi. No. Vẫn bị à. Very strange. Show cái phần trắng ở phía dưới hả? Oh yes, trời đất ơi, mình muốn show cái phần trắng phía dưới, quá khờ. Ok, Hiền bị confused, quý vị. Thật ra lâu lắm rồi Hiền mới bị confused về blend if đây, nhưng mà cái này nó kind of a wake up call. You cannot bất cẩn. Okay. Cái idea là mình mà muốn nó protect á, thì mình chỉ show cái phần đen của cái thằng ở dưới thôi. Yeah. Tại vì cái phần đen ở phía dưới là cái phần mà mình already had. Ok, rồi mình lấy cái phần trên mình chà, thành ra những cái phần tối ở phía dưới. Ok, nó những cái phần sáng ở phía dưới đó, nó bị tối hơn. Ok, cái phần sáng phía dưới là cái phần mình nhìn thấy. Hiền bị confused cái chỗ đó. Bây giờ không biết quý vị có hiểu Hiền nói gì không. Thế bây giờ làm lại nè. Let me show you again. Cái này cũng là quan trọng, tại vì nếu mà mình không hiểu cặn kè mấy cái này thì mình sẽ làm sai địa chia.
Ok, bây giờ trước nhất á thì Hiền sẽ là reset thằng này lại trước khi là oops. Ok, thì bây giờ đó quý vị thấy làm sao? Là cái phần ở dưới là nó tối. Tối rồi. Đúng không? Và mình làm cái gì? Mình làm cái mask này chỉ để show cái phần ở phía dưới thôi. Ok. Và thật ra như vậy mình cũng không cần phải protect làm gì. Nhưng mà già muốn protect cũng được. It's really not necessary. Nhưng mà nó muốn protect chỉ có một cách là cái trước nhất. Mình sẽ bật thằng này lên. Bây giờ đó mình làm cái này tối đi đúng không? Tối đi không phải là tại vì tự nhiên cái hình là nghĩ tới mình đang làm curves để cho nó tối. No, cái này là mình chỉ show cái phần ở dưới thôi. That is how I got temporarily confused. Mình show cái phần ở phía dưới. Cái phần phía dưới nó happen to be darker, that's all. Nhưng mình không có làm cho cái này tối xuống, ok. That's where I went wrong. Cái bây giờ đó anh... mình trà màu đen để, yeah. Tức là để anh... show cái phần phía dưới. Đúng rồi. Trà màu đen. Dạ, yeah, anh muốn show cái mây ở cái tấm cuối cùng á, anh lấy cái mực đen anh bôi cái phần bầu trời phía trên. Đúng rồi. Nó lấy cái phần bầu trời của tấm cuối. Vâng. Thì đó bây giờ đó bây giờ đó cái tấm hình này nè, những cái chỗ mà mình làm á thì những cái chỗ mà mình không quẹt thì nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà những cái chỗ mà mình quẹt nó bị đen. Nó bị đen tại vì nó show cái nó phần đen ở phía dưới. Yeah. Ok. Thành ra đó bây giờ đó mình chỉ khi mà mình dùng blend if á, mình chỉ muốn show những cái phần trắng ở phía dưới thôi, phần đen mình không muốn show. Ok, thành ra mình protect bằng cách là mình kéo cái phần trắng để mà cái phần trắng nó sẽ show lên. Thật ra khó giải thích quá nhưng mà dùng cái phần trắng thì mình sẽ protect nó được. Cách là mình kéo cái này thì thấy nó bắt đầu đổi màu không? Đổi màu là nó dùng cái thằng ở phía dưới thì mình blend nó ra. Thì cái này đó khi mà nó blend như vậy đó thì nó không có bị abrupt, ok, nó blend hai cái lại với nhau thành ra nó better. Okay, nhưng mà trong cái thí dụ này nó cái blend if nó không work như là the traditional way mà mình hiểu, nhưng mà nó vẫn work tại vì nó blend hai cái layer phía trên với phía dưới với nhau, thành ra nó trong cái trường hợp này nó giống nhau quá thành ra mình không có lo gì nhiều. Theoretically mình không có cần phải dùng blend if, ok, nhưng mà mình dùng blend if là nó. Bây giờ nè quý vị thấy là cái blending của cái cloud nó perfect, nó không có bị sáng. Ok, bây giờ đó mình có ba cái, bốn cái tấm hình. Rồi mình sẽ so sánh. Cái tấm hình này là cái tấm hình mình dùng manually blend, đúng không? Ok, hình như là control zero. Đấy là manually blend. Và
Đây là cái auto blending. Để đèn làm zero hết để cho quý vị thấy cho nó dễ. Ok, bây giờ trước nhất nè, cái cuối cùng là mình làm bằng tay. Đấy, làm bằng tay thì mình chưa sửa hết, chỉ sửa ánh sáng thôi. Quý vị thấy là cái phần này nè. Thấy rất là rõ, reflection. Phần này cũng vậy. Ok, đây là manually blending. Bầu trời cũng không có bị sáng quá, không bị tối quá. Look pretty good. Và cái này là dùng HDR Pro. Ok, cái này look pretty good, nhưng mà cái này là unfair advantage, tại vì mình đã dùng, mình sửa luôn màu và contrast và saturation and everything, and then look better. Nhưng mà nhìn về just the quality của cái ánh sáng đó, thì quý vị thấy là cái này nó got a little bit better detail. Sau này quý vị sửa, you will get better result sau khi quý vị sửa. Cái này quý vị cũng có thể sửa lại thêm. And, cái này very good, đúng không? Mà automatic, almost. Cái này mình làm manual. Very good. Ok. Và cái này là mình xài cái gì? Mình xài cái manual blending, cái bầu trời nó bị hư. Cái không phải, cái này là auto blending layers. Bầu trời nó bị hư. That's not good, right? Và cái cuối cùng là cái ACR. ACR looks really good, quý vị. Ok. Nó almost compare với, quý vị thấy cái manual blending vẫn là the best. Okay, here the blending, cái này not bad, nhưng mà không có bằng được, không có bằng được với manual blending. Quý vị đồng ý không? Manual blending vẫn better, đúng không? Và cái này thì quá tệ rồi, manual blending. Và cái này nó thực ra dưới này sáng, nhưng mà mình muốn làm sáng ở dưới dễ lắm. Từ cái này mình có thể làm được một cách rất là dễ dàng. Okay, và cái này Pro thì cũng tương đối khá. Pro. Đúng không? Nhưng mà cái này mình cũng là dùng manual adjustment a lot. Thì mới được như vậy. Nhưng mà cái này not bad. This is very acceptable. Và cái này sau khi mà mình sửa thêm, nó cũng là very acceptable. Thành ra manual blending, HDR Pro. Cái Photoshop blending layers, right? It's not very good. Yeah. Và cái thằng ACR, not too bad. ACR, HDR khá tốt. Nhưng mà hiện nghĩ cái manual blending là nhất cho thằng này, maybe hạng nhì, hoặc là hai này nó thay. Đối với cái này maybe hạng nhì. Anh Hiệp với anh Tuấn nghĩ sao? Cái mà HDR Pro đó, nó maybe mình chưa có chỉnh đúng, thấy nó too much saturation. Dạ đúng rồi, tại vì hiện push nó too much. Yeah. Ừ. Nhưng mà cái đó không phải cái lỗi của cái HDR Pro. Nhưng mà nó merge chơi là rất là good, mình chỉ cần burden đó chút xíu là. Dạ đúng rồi. Thì không, nhưng mà tôi thích làm bằng tay hơn. Dạ đúng rồi, hiện thấy cái bằng tay là perfect. Tại vì mình exactly mình muốn cái chỗ nào sáng, chỗ nào tối. Rồi. Đây này, như mấy cái chỗ này nè, mình có precise. Ok, dùng nhìn cái detail, cái detail này không có bằng, đúng không? Nếu mà mình nhìn vô đây nè. Detail này nè. Cái này là manual nè, và cái này là HDR. HDR nó không có bằng. Nó 8 làng nửa cân, nhưng mà Hiền vẫn thích cái manual hơn. Dạ, cái HDR Pro này rất là good. Mà coi thằng này nó làm cũng ok, nhưng mà nó hơi quá tối.
đúng không? Và thằng này thì sao? Thằng này cũng là hơi quá tối. Ok, thành ra đó cái thằng HDR Pro và cái thằng này là Hear the Best. Nếu mà mình nhìn kỹ đó, thấy chi tiết nhiều hơn. Ok quý vị, thật ra là whatever you need to do thì quý vị dùng như vậy thôi. Thì sorry với quý vị là that is pretty scary. That's the first time in a long time. Cái đó very bad, làm cho quý vị mất mất tinh thần hết trơn. Hiền làm không được rồi. Quý vị nói vậy sao anh expect tôi làm được, đúng không? Mà don't worry, cái logic behind it nó không khó lắm, đúng không? Once in a while, right, everybody will get confused. Confused xong rồi mình walk away 5 minutes later, come back. And then I think you can recover. Anh Hiền, cho mình hỏi. Dạ vâng. Hồi nãy cái HDR Pro á, thì trường hợp này, những cái tấm hình này nó align hết rồi. Do đó anh nói là mình không cần remove Gauss. Mình không có remove Gauss, không cần. Tại vì nó align hết rồi. Yeah. Nhưng mà in case này có những cái hình mà anh nói là gió nó làm cho lá nó lay động chẳng hạn. Hay là dạ, thật ra đó, chị thấy không? Chị thấy là tiếc một cái là hiện không có tấm hình nào mà có ghosting hết. Yeah. Maybe nếu mà quý vị có những cái tấm hình mà có ghosting hết, gửi vào để hiện với anh Hiệp với anh Tuấn play around with it. Nhưng mà hiện có cái cảm tưởng đó, là khi mà quý vị dùng cái ghosting đó, thì có thể nó fix cái ghosting cho quý vị, nhưng mà nó làm cho những cái phần khác nó xấu đi. Rõ ràng, ok, thành ra Hiền đề nghị là đừng có dùng, muốn get rid of ghosting thì làm sao quý vị? Off, nãy anh nói off, mình không biết. Ủa, chị nói gì? Anh nói là không có remove ghost, bởi vì nó... Dạ, chị hỏi gì, sorry, Hiền nghe không có rõ. Tức là cái hình này hồi nãy... Là chị nói to hơn chút được không? Cái HDR Pro, trong cái phương pháp mà HDR Pro á, thì anh nói là ba cái tấm hình này á, là nó align hết rồi. Do đó, anh không cần phải remove Gauss. Nhưng mà... Hiền nghe chị đúng rồi. Không phải, Hiền không có nói như vậy. Nhưng mà nếu mà in case là những cái tấm hình nào á, mà có lá, có gió chẳng hạn, làm cho nó lá nó lấy. Đúng rồi. Thật ra align hay không gì nó sẽ không có help. Nếu mà chị... những cái tấm hình mà có ghosting thì nó vẫn bị ghosting như thường. Thì in case online này hay không online nó chỉ làm cho nó đừng có bị mờ thôi. Tại vì nếu mà chỉ có ba tấm này mà chị mixing mà nó bị off á, thì lúc mà nó ghép lại ba cái phần, thứ nhất là nó ghép phần trắng phần đen mà nó nằm cùng một chỗ đó thì nó sẽ bị mờ. Tại vì mấy cái đó nó không có line up. Thành ra mình dùng cái alignment để mà mình chống cái bị mờ khi mà nó mix mấy cái phần đó lại với nhau. Ok, còn cái ghosting là different. Cái ghosting là tại vì có những cái element nó actually move in the three pictures. Bây giờ nè, hỏi chị nè, nếu mà chị muốn get rid ghosting safer thì chị dùng cái cách nào? Có phải dùng menu không? Đúng không? Menu là the best. Tại vì sao? Tại vì thí dụ như là chỉ có 3 tấm hình. Right? Chỉ có 3 tấm hình. Bây giờ là too late để mà show. Okay, I show you again. Vô đây, right? Mình load 3 tấm tiếp, đúng không? 2, 3. Đúng không? Và cái align này chỉ để cho nó line up đúng để nó khỏi bị mờ thôi. Chứ không có phải là để mà chống ghosting. Đúng rồi. Ok, rồi. Mình bấm cái này. Thì bây giờ nó load 3 tấm. Thì bây giờ ghosting thì chị tưởng tượng thì chị có một cái nhánh cây nó nằm ngay đây, nó lòi ra đây.
Mà cái nhánh cây này gió nó thổi lúc lắc chụp ba tấm thì sẽ có Đúng ba cái rồi. nhánh cây khác Dạ. nhau cùng một cái nhánh cây nhưng mà nó nằm ở chỗ khác nhau. Dạ. Thì nó khi mà chị mà blending cái phần đó phải là cái phần đó nó bị mờ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì cái đó gọi là ghosting, cái đó sửa nó rất là khó. Mà chị dùng những cái automatic chị sửa đó thì hồi nãy em show trong cái ACR nó hoàn toàn nó đổi cái tấm hình của mình xấu Dạ. quắc. Ok, thành ra mình chữa cho khỏi què nhưng mà nó thành mù đại khái vậy. Dạ. That's not very good. Cái cách mà sửa đó thì chị tìm cái tấm mà tương đối tốt nhất trong ba tấm, Dạ. tốt nhất cho cái gì, cho cái nhánh cây mà create ghosting. Một là cái ánh sáng chỗ đó là tốt nhất cho cái Dạ. chỗ đó, hai Ừ. là cái lá nó đẹp nhất ở chỗ đó, Dạ. cái nó không có bị lúc lắc nhiều mà nó bị mờ. Đôi lúc nó lúc lắc nhanh quá mà mình chụp ở cái tốc độ chậm nó sẽ bị mờ, motion Dạ. blur nó lại khác nữa. Ok, mình chọn cái nào mà nó rõ nhất và nó sáng Dạ. nhất thì mình sẽ Dạ. dùng cái tấm hình đó và mình không Dạ. có blend cái phần đó. Chị hiểu không? Không. Dạ, lúc đó mình manually Mình it's not manually, đúng rồi, mình manually mình giữ cái phần của cái branch Dạ. rồi mình blend mấy cái kia vô, thành ra cái phần nó hoàn toàn không có bị ghosting gì hết. Dạ. Ok, đôi lúc mà mình cũng phải sửa thêm ánh sáng một chút để cho nó perfect. Nhưng mà đó là tại sao Như Hiền với anh Hiệp, Hiền chưa có hỏi anh Tuấn, chưa nghe anh Tuấn nói. Nhưng mà Hiền assume là đa số những cái người mà làm lâu rồi đó thì đều blend bằng tay hết. Lý do blend bằng tay là mình có 100% control và mình làm quen rồi đó. Thì đối với Hiền với anh Hiệp á, Hiền blend bằng tay hay là Hiền blend bằng computer gì đó, cái số thời gian nó cũng bằng nhau thôi, nó không có hơn kém gì bao nhiêu, hơn chút xíu rồi không có thành vấn đề. Thì thấy không, thành ra mình blend bằng tay, Dạ. mình có full control, mình không có sợ ghosting, Dạ. mình không có sợ gì hết á. Liền cho tôi có cái ý Dạ. kiến vậy. Cho những người mà mới á, để cho computer nó do it, right? Mình mở XDR Pro Go cho nó làm. Sau khi nó làm xong, như mình có ba tấm original, right? Thì mình có bốn layer, một cái layer đầu tiên là nó computer nó làm. Rồi bây giờ thí dụ như ghosting, mình lấy cái ba cái tấm còn lại, mình chọn cái tấm nào có cái chỗ mà cái lá mình thích nhất, mình tức là mình copy cái đó lên rồi mình để black mask, rồi mình chỉ bôi màu trắng vô cái chỗ cái lá đó thôi. Còn Dạ đúng rồi, that is another good way of doing it. rồi thí dụ như mình muốn cái chỗ nào mà nó mượt mà nó sáng quá thì mình kiếm cái hình nào nó tối mình cho nó blank, mình chỉ bôi trắng chỗ nào mà mình muốn cho nó sáng thôi. Tức là mình có bốn cái hình thay vì ba tấm hình original, bây giờ mình có một tấm mà computer nó làm, nhưng mà những cái chỗ nó làm mà mình không thích thì mình lấy cái original ra mình làm thêm. Yeah, that's excellent idea, and Hiệp. Yeah, I didn't even think about that. Nhưng mà, yeah, why not? Đúng không? Miễn sao mình blend mấy cái tấm đó lại với nhau. Là mình blend những cái phần nào tốt nhất của nó thì mình blend. Thì nếu mà nó lộ liễu quá thì mình dùng blend if để mà mình chống cái lộ liễu. Còn mà bình thường đó mình blend sơ 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 dùng cái flow 10%, 13%, 15%, you cannot tell. Okay, mấy cái lộ liễu quá thì mình dùng len if hoặc là mình dùng một cái cách nào khác để mà mình chống lem. Còn ngoài ra đó mình chỉ lấy quẹt như anh Hiệp nói là tiền, và không có lý do nào mà mình không có dùng cái này là một cái layer ấy rồi mình trộn với ba cái layer kia. Yeah, you can do that. Ví dụ mình thấy cái này cái bầu trời xấu quá thì mình sơn cái bầu trời của cái tấm nguyên thủy vào. That's all. You can do that too. Excellent idea, anh Hiệp. Very good. Năm sau Hiền sẽ incorporate cái đó vô trong cái bài học của Hiền luôn.
Ok, rồi có ai có câu hỏi nào cho Hiền không? Cảm ơn Hiền. Dạ, yeah, không Cảm có ơn. chi. Ok, Hiền cũng chưa có quyết định hoàn toàn 100%, nhưng mà just bật mí cho quý vị là nếu mà anh Hiệp là sẽ là đi vắng rồi, nhưng mà không biết anh Tuấn anh có muốn dạy hay không. Nếu mà anh Tuấn không có dạy á, thì Hiền sẽ show cho quý vị là what is new in Photoshop. Ok, những cái tiến bộ mà gần sau này, những cái feature mà mình chưa có dạy quý vị, thì I will show you that next episode. Ok. Tôi mới thấy ở trong beta nó có cái dùng cái function mới, đó là dùng sửa những cái hình cũ. Yeah, đúng Nhưng rồi, mà nó nó chỉ là mấy thứ beta đó, version nhưng thôi. mà Hiền thì không có muốn show beta Dạ lắm. đúng rồi, đúng rồi. Thấy Hiền Hiền chỉ show mấy cái mà nó đã bỏ vô rồi đó, chưa? cũng là có đủ thứ để mà mình làm được rồi. Tại vì nhiều lắm. Mình một cái session mình nói không có hết đâu. Trong cái beta đó, cái change mình nói không có hết được. Thì nếu mà Hiền dùng cái mà đã được sửa rồi đó, chính thức rồi đó, là vẫn đủ để mà mình nói cho 2 tiếng dư sức. Và nói Hiền sẽ nói về cái đó. Nhưng mà Hiền sẽ không có biết là mình tính dạy cái gì beyond cái đó. Năm nay mình hơi lúng túng một chút xíu rồi. Anh À, Hiền, we Lan có stay câu hỏi tuned. nha anh Hiền. Dạ vâng. Trong cái ACR của Lan đó thì cái preset nó chỉ có black and white mà nó không có mấy cái vintage hay là những cái hình mà giống như cổ xưa đó, thì cái đó mình phải download xuống phải không? Ở trong ACR đó. Không chị, mấy cái đó có hết đấy chứ. Mà lúc Lan Ok. mở cái ra nó chỉ có black and white and vintage Ok, mà nó không để có cái màu Hiền show chị số. Ok. Để coi coi I don't really know chị look chỗ nào. Ok, nhưng mà bây giờ nè, đây là một cái tấm Asia đúng không? Thì đúng đó, rồi. mấy cái preset đó là ngay đây. Ok, khi mà chị vô đây đó là you have this many preset. Ok. Chị Lăng có này vô click chỗ này ngay không? cái chỗ mà black and white ngay chỗ chỗ kia, thành chắc Ồ, vậy cái thành ra chỗ nó kia là khác nữa. Ok. ok, vậy Ở tôi ghi đây check nè, lại. Thank you anh. là nó chỉ có show black and white. Cái này là nó quickly nó đổi qua black and white cho mình. Và trong cái profile này cũng có một cái số preset nó tuổi ấy cha nó làm very confusing. Ok, Ok. thì khi mà chị vào đây nè, đây nè. Nó gọi là profile chứ không phải preset, nhưng mà nó cũng giống y như preset vậy đó. Nhưng mà nó là profile, nó khác. Ok, khi mà chị vào đây thì chị thấy cái gì? Profile của nó chỉ là color monochrome. Ok. Ok, vậy Và là có một số dưới này. Lan Ok, có một vào số dưới này nó gọi là artistic nè. Black and white nè. Ok, modern nè. Okay, thì cái này chị cũng có thể nói nó là preset, nhưng mà thật ra nó cũng không phải là preset, nó là profile. Thì chỗ. profile với preset nó cũng giống giống y như nhau. Và cái thành ra đó là cái source của confusion. Mấy cái này của Hiền là default hết, nó Hiền đâu có load cái gì đâu. Actually, I load a few things, nhưng mà mấy cái này là có hết. Nhưng mà chị Bài Lan muốn cái anh Hùng đó, anh sửa sửa cái hình mà ở Civil War reenactment đó, nhưng mà anh lại dùng cái Silver Aflac Pro 2 của Nick Collection, Yeah, thành ra cái bên Lan đó đang hỏi không biết bên này nó có tương tự như vậy không. nó có nhiều lắm chị, Dạ nhưng dạ vậy mà để Lan không có biết có check tương tự hay lộn rồi. không thì không biết, nhưng mà có rất là nhiều. Ok, bây giờ nè, thí dụ chị thấy nè, mấy cái này đó, mấy cái preset này đó. Ok, nếu mà chị create you load your own preset thì nó sẽ nói là user preset. Nó even put your name in here. Ok. Hiện có hai computer kia hiện create my own preset nhiều lắm, mà cái computer này là của hội, hiện không có đụng tới. I don't put my personal thing in here. Thành ra nó không có cái gì cái này, thành ra cái này đó là nó là completely default. Ok, mà chị thấy nè.
Chị có thể đổi nó qua cái portrait thì nó sẽ đổi mấy cái màu theo portrait. Mình có thể đổi nó qua adaptive sky. Thì nó sẽ cho mình là một đống mấy cái thứ, ví dụ như là nè, qua blue drama nó đổi màu nè, dark drama đổi màu nè, neon tropic đổi màu nè, storm cloud đổi màu nè, sunrise đổi màu, okay, sunset đổi màu. Thành ra đó, mấy cái này đó là mình tùy theo mình muốn cái gì. Okay. Mình vào đây mình nói ok, muốn deep skin, medium skin, cái này là cho portrait. Okay. À, mình mà muốn season, mình vô đây là mình có thể bấm season, nó sẽ đổi season cho mình. Mà đa số những cái preset này hiện hiện thấy nó làm sao á, hiện hiện không có bao giờ xài. I create my own. Ok, nhưng mà in theory you have a lot, xong rồi you muốn you có thể mua của người ta, hoặc là có nhiều cái preset người ta make, người ta give it for free, you can download bỏ nó vô trong này hết. Ok, nhưng mà cái của anh Có Hùng anh Vin chat xài thì cho anh Hùng không biết. hiện Dạ, xin lỗi anh nói lại. cái vintage, cái Cái style vintage vin vintage. vintage. Ok. Mấy cái này nếu mà có portrait thì nó work better, I think. Nhưng mà đèn nó đổi màu theo, ví dụ như đây là mình vào trong cái landscape này, maybe nó better landscape, nhưng mà nó cũng weird lắm. Nó kind of strange. Tại vì Hiền show cái màu trắng rồi. Cái này là lỗi của Hiền. Ok, sorry. Để I load một cái trung bình vô. Tại sao lại load cái trắng bóc lên? Nó bị hư. Ok, mình load cái zero vào. Như tấm này chẳng hạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong này. Mình vô vintage mình coi ngay. Nó có khác gì không? Nó làm cũ đi một chút. It's up to you. Thấy đa số là đều không có vừa ý trơn. Okay, mình có thể vào trong urban architecture. Vì đó, bây giờ quý vị với chị Lan với là quý vị đó là you just play with it. Ok. Nó Dạ, có bây giờ rất là Lan biết nhiều. rồi. Cảm ơn anh. Có rất là nhiều lúc rồi. It has so many, ok. Xong rồi đó, mình có thể download mấy cái free preset xuống là cả ngàn cái luôn. Free không. Mà những cái mà pay đó quý vị phải cẩn thận. I actually paid for a few long time ago. Mấy cái đó là phí tiền hết trơn. Bây giờ mấy giờ rồi? Có đủ thì giờ không? Okay, để Hiền spend 5 minutes to show quý vị là you can create your own. Ví dụ như là bây giờ mình đừng có chọn mấy cái này nữa. Mình vô đây mấy cái này để mình create đó. Tại sao reset đâu mất rồi ha? Hôm nay I'm getting tired or something. Dạo này cứ cứ lẫn quẩn. cái này mới mở ra nó có create preset đó. Dạ create, nhưng mà hiện hiện muốn bỏ cái preset này đi. Bây giờ nó bị luôn rồi, nhưng mà ok. Thôi, thật ra cũng không quan trọng, hiện chỉ muốn Khi nào show quý có dịp vị là khác cái cách create cái preset thôi, ok. Thí dụ như là bây giờ là mình vào đây. Ok, mình nói ok, tôi muốn cái này là màu nó như vậy. Đúng không? Và nó như vậy. Ví dụ thôi, ví dụ just for the sake of example, ok. Muốn nó như vậy. Ok. Và
and so on and so forth. Mình có thể là set up anything you want. Okay, effects muốn clarity tăng lên, texture giảm xuống, whatever. Okay, hiện chỉ là exaggerate cho quý vị thấy. Okay, if this is what your preset look like. Okay, thì một khi mình set nó up hết rồi đó, mình vào đây nè, đúng không? Và mình vào đây nè, mình có thể là create preset. Ok, thì nó sẽ bật cái này lên và nó cho mình đặt tên. Ok, mình có thể bỏ vô cái group nào, default nó là user preset, đúng không? Vô cái này là experiment. Ví dụ vậy. Ok, rồi quý vị có thể nói nữa là nhớ cái gì? Nhớ những cái category nào mà mình đã sửa rồi đó. Ok, thí dụ như mình không có muốn cái này. Đấy. Mình làm profile. Nhớ profile, nhớ light, nhớ color, nhớ effects, whatever you want. Ok, và nếu mà quý vị mà hồi nãy đó bấm auto đó. Đây nè, để làm lại. Nếu quý vị vào đây, quý vị bấm auto đó. Ok, mình muốn nó nhớ cái auto đó. Thì mình vào trong này nè. Okay. Khi mà mình create cái preset thì mình nhớ là mình check cái auto. Thì lần sau nó sẽ làm auto cho mình luôn. Cho những cái tấm hình khác nó cũng làm auto luôn. Ok, nếu mà quý vị thích auto. Còn không thì đừng có click nữa. Đúng không? Rồi sau khi mà rồi đó mình có thể đặt tên hồi nãy. Mình có thể bỏ nó vô cái existing group hay là một cái new group hoặc là một cái group mà nó định sẵn cho mình gọi là user preset. Ok, mình có thể check all, check none. Rồi mình bấm ok. Thì bây giờ nè quý vị có cái này. Đấy. Quý vị có cái này là what do you do with it? Nếu mà quý vị muốn xài nó every single time á, tức là khi mà quý vị import vào đây là quý vị muốn xài cái user preset đó, đó thì what do you do? Ok, thì quý vị phải change cái preference. Ok, vào trong cái preference này. Ok, vào trong cái workflow. Default. Okay, vào trong cái default này quý vị thấy raw default không? Ok. Thì quý vị phải đổi thằng này. Ok, thấy thì Adobe default là cái default của nó. Thì mình vào đây. Mình có thể đổi nó qua camera setting. Tức là thay vì nó dùng Adobe color thì nó sẽ dùng cái camera của mình. Ok, you can do that. Nhưng mà trong cái trường hợp của mình mới create một cái preset, right? Mình muốn nó xài every single time. Thì mình vào trong cái preset này, mình vào trong cái preset mình muốn, right? Và mình bấm cái này. Ok. Và nếu mà quý vị mà muốn, ví dụ quý vị có 2-3 camera, mỗi camera quý vị muốn xài một cái preset khác nhau. Ví dụ một cái camera quý vị chuyên môn đi chụp portrait mà thôi. Còn mỗi camera chuyên môn chụp landscape thì you can override cái này. Bằng cách mà ví dụ như là khi mà hiện bấm cái override này. Ok. Thì cái problem là tại cái tấm hình này là hình làm rồi thành ra nó không có recognize cái máy hình của hình nữa. Tại vì I kind of did things to it. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có một cái tấm RAW của quý vị ấy, hoặc là even JPEG bộ đây thì nó sẽ nhận ra cái camera quý vị. Thì quý vị có thể override nhưng mà trong cái thí dụ này you don't override it. Ok, you dùng cái này. You bấm ok. Ok, thì đó bây giờ để hình cancel này. Dismiss everything. Okay. Rồi đó bây giờ đó hình load một cái tấm hình. Ok. Hồi nãy hình cancel rồi nó đâu có nhớ mấy cái đó đâu đúng không? Thôi bây giờ cho chắc ăn mình xài một cái tấm hình tối đi.
hoặc là tấm hình này đi. Tấm hình HDR này mình chữa này. Mình bấm open. Ok. Apply thằng này cũng được. Hồi nãy hình chữa cái gì quên rồi hả? Oh, I should have remembered what I changed. Hình như đúng rồi đó. Temperature là thấy đổi. Để kêu lại một thằng khác. Hồi này đáng lẽ mình phải nhớ để mình verify. Nhưng mà take my word for it. It remembers everything you change. La nghĩ chắc mọi người hiểu rồi. Tức là create cái preset đó, save. Và nếu mà muốn setup is default, còn không thì mình load cái hình lên, mình run cái preset mình muốn. Dạ yeah, đúng rồi chị. Dạ. Yeah. Ok, thành ra đó nó sẽ làm cho mình là mình hồi nãy không biết mình có save không, có save rồi. Yeah, like that. Ok, so you save like that every time. Giờ nó vô nó sẽ dùng cái preset. Okay, còn không thôi thì you have to do it each time. Lúc đó mình là làm luôn. Đổi qua Adobe Default. Cảm ơn anh Hiền. Ok, dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn. Hy vọng là everybody get a pretty good idea. Huh? Ok, như vậy Hiền sẽ ngưng ở đây. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Good night. Yeah. Ok, chị Nina, khi nào mà chị làm xong chị gửi cho Hiền một cái link để Hiền download nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn anh Hiền. Good dạ, night. Cảm ơn chị Loan. Chị. Anh Hiệp, chị Loan, chúc anh chị đi chơi vui nha. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, để Nina gửi cho anh liền. Tại hôm nay nói không có được. Cái computer kia nói thì không nghe, mà cái computer này bây giờ mới nói được. Ok chị, học xong okay, mới nói được. Được. Hiền, sorry, Hiền lại quên, Hiền quên record. Yeah, bye bye các anh chị. Bye bye tất cả. Bye, 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 bye,